Cửa hàng em xin giới thiệu vỏ súp hầm 50 đôi, ván ép Malai, sơn chống nước chống chảy súp, ván dày 108, đông mộc âm dương, chuyên sự kiểu cho anh em nha. Cái sắt 2 bên, cái sắt bên này là bằng sắt nha, rất là chắc chắn cho anh em. Lưới bên em bắt bằng ốc lục giác này, kéo ốc xung quanh. Phía sau em nói nha, bến xe anh em có thể bắt phía sau hoặc phía dưới đều được. Trạm canon, nó bật bát nha. Vỏ bên em đi kèm nha, ốc vít lục giác, trạm canon, tem. Anh em nào có nhu cầu thì alo, kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0932 574039 để được tư vấn rõ hơn. Đầy đủ các mặt hàng ông trên sân khấu, có nhu cầu cao lô trực tiếp cho em. Kích thước của em nó là cao 60, sâu 90, ngang 1m2 nha. Lấy số lượng thì bên em sẽ để giá tốt, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh em ráp cua 125, cua 150 để ok nha.